ngồi trên cây cây điện các bạn. Bạn nhìn lên cùng các bạn. Một hít. Sát khí của con ít học kim nha các bạn. Ra xuống này. Đây à. À này các bạn. Sát khí của one hit. Mày hả mày? Các bạn thấy là viên đạn nó kéo ra nó dính vào trong người luôn. Chung dây điện. Dây điện lần thứ hai. Thế mà còn bay được à? Còn con trúng đầu. Trúng đầu.
rớt xuống đây rồi, xong mà tìm ra. Đây rồi. Nó có đầu luôn các bạn. Đây là các bạn, nó bay được một khúc từ bên kia qua đây thì nằm bẹp rồi. Còn hít hợp kim nha các bạn, một phát nồng bụng trên ngọn đèn xuống. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Mày lựa chọn sai lầm rồi. Rớt chưa? Nó rớt rồi mà nó trúng rồi mà nó dính ở trên kia các bạn. Nó dính ở trên kia kìa. Đó, bạn thấy không?
rớt xuống đây rồi các bạn. To chưa? Hai con bồi cá các bạn ơi. Một con mồi cá các bạn. Bắt nốt con kia rồi quay lại nhà. Khốn thế. Đây các bạn. Đây một con. Cô ơi. Cô ơi cô. Cô ơi. Bà ơi. Cho con nhờ xíu. Cho con nhờ xíu ạ. À? Con có thể lượm giùm con chim nó rớt xuống đây nè. Có con chim của con nó bị rớt xuống ngay giữa sân ấy và lượm giùm con với. Ngày trước. Đây 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 ngay đây. Chỗ mấy trồng cây á. Ta mà dưới trồng cây. Không ở bên đó ngay dưới đất thôi. Bắn hả? Dạ. Đó dưới chân. Bắn mới chết hả? Dạ rồi con cảm ơn ạ, con làm phiền cho, dạ cảm ơn.